Bồ Tát Bộ Nguyện. Quán chúng sanh nghiệp duyên, phẩm thứ ba, Phật Mẫu thư hỏi. Lúc bấy giờ Đức Phật Mẫu là bà Ma Gia Phu Nhân chắp tay cung kính thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thánh giả, chúng sanh trong cõi diêm phù đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thánh Mẫu, trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ, nơi thời có địa ngục, nơi thời không có địa ngục, nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, nơi có Phật Pháp, nơi thời không Phật Pháp, nhận đến bậc Thanh Văn La Hán Bích Chi Phật cũng sai khác như thế, chứ chẳng phải tội báo trong địa ngục sai khác thôi đâu. Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Tôi muốn nghe tội báo trong cõi diêm phù đề chiêu cảm lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Trong mong thánh giả nói cho tôi, trong mong thánh mẫu lắng nghe, tôi sẽ lược nói việc đó. Thánh mẫu đáp rằng: Xin thánh giả nói cho. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Danh thánh mẫu, danh hiệu trong của những địa ngục trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây, như có chúng sanh nào chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh nào có lòng ác làm thân Phật bị thương chảy máu chẳng kính kinh điển, cũng phải đọa vào vô gián địa ngục không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh nào giả làm thầy sắc, hoặc có chúng sanh nào sanh tội cũ thường trụ trái phẩm phạm giới luật gạt gẫm sanh, hoặc có chúng sanh nào xâm tổn của thường trụ ô phạm tăng ni, hoặc tứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoặc giết hoặc hại, kẻ đó cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh nào giả làm thầy sa môn kỳ thực tâm chẳng phải sa môn, trái phạm giới luật gạt gẫm hàng bạch y gây nhiều điều tội lỗi, những hạng người như thế phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh nào trộm cắp những tài vật lúa gạo đồ ăn uống y phục vân vân của thường trụ cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trải đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng thưa rằng: Thánh mẫu, nếu có những chúng sanh nào phạm những tội như trên đó, thời phải đọa vào địa ngục ngũ vô gián, muốn cầu tạm dừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không được. Thánh mẫu là hỏi rằng: Thưa thánh giả, thế nào là vô gián địa ngục? Ngài Địa Tạng đáp rằng: Thánh mẫu, phương đông của Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Quy, dãy núi đó tối thẳm không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Nói về địa ngục vô gián đó, giáp vòng thành ngục hơn 80 dặm, toàn bằng thùng bằng sắt cả. Tường ngục cao đến 1 muôn dặm, lửa cháy trên thành không có chỗ nào ở trống. Trong ngục thành đó có nhiều nhà địa ngục liên tiếp nhau, đều có danh hiệu sai khác. Riêng có một sở ngục tên là ngục vô gián. Ngục này châu phi 1 muôn 8 nghìn dặm, tường ngục cao 1 nghìn dặm, toàn bằng sắt cả. Lửa cháy hực hở suốt trên suốt dưới, trên tường ngục rắn sắt chó sắt phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Lại trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm, một người thọ tội thời tự thấy thân mình nằm đầy chọc cả giường, đến nghìn muôn người thọ tội thời tự thấy thân mình cũng đầy chọc cả giường, do vì tội nghiệp tạo ra mà cảm lấy như thế. Lại có lại những người tội chịu đủ sự khổ sở, trăm nghìn quỷ dạ xoa cùng với loài ác quỷ, răng nanh chỉ ra ngoài, miệng bén nhọn dường gươm, cặp mắt chói sáng như chớp nhón, móng tay cứng như đồng, móc ruột bầm chặt. Lại có quỷ dạ xoa khác cầm chỉ lớn bằng sắt đâm vào mình người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng rồi dồi lên trên không lấy chỉ hướng lấy để lại trên giường. Lại có diều hâu bằng sắt mổ mắt người tội, lại có rắn sắt cắn đầu người tội, và nơi lấm đốt khắp trong thân thể đều lấy đinh dài cả đóng xuống giường, kéo lửa ra rồi cày bừa trên đó, lôi kéo người tội, nước đồng đổ vào miệng, dây sắt nóng đỏ quấn lấy thân người tội mỗi một ngày đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại, muốn cầu tạm dừng
Muôn lần chết muôn lần sống lại do viền tội nghiệp đã tạo ra mà cảm lấy như thế. Lúc thế giới này hư hoại thời, sanh qua địa ngục của thế giới khác. Lúc thế giới khác hư hoại thời lại sanh vào cõi khác. Lúc cõi khác đã hư hoại thời cũng xoay vần sanh vào cõi khác. Đến khi thế giới này thành xong thì sanh trở về thế giới này. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Lại địa ngục đó do có năm điều nghiệp cảm nên gọi là vô gián. Năm điều đó là những gì? Một, tội nhân trong đó chịu khổ cả ngày lẫn đêm không một giây ngừng ngớt nên gọi là vô gián. Hai, một nếu một hai một người tội thời tự thấy thân mình nằm đầy chật cả ngục, nhiều người tội mỗi mỗi thân cũng chật đầy cả ngục nên gọi là vô gián. Ba, tên của những khí cụ để hành hình tội nhân như gậy chỉ ba, diều hâu rắn, xó chó, cối giả, cối xay, cưa đục, dao mát, chảo dầu sôi, lưới sắt, dây sắt, lừa sắt, xích sắt, da sống niền đầu, nước sắc nóng lưới thâm, đói thời ăn hoàng sắc nóng, khát thời uống nước sắc sôi. Từ năm trọng kiếp đến vô số kiếp, những sự tội khổ nối nhau luôn không một giây ngừng ngớt nên gọi là vô gián. Bốn, không luận là trai hay gái, già trẻ sang hèn, mường máng màu rợ, hoặc là rồng là trời, hoặc là thần là quỷ, hễ gây tội ác cứ theo đó mà cảm lấy, tất cả đều đồng chịu khổ nên gọi là vô gián. Năm, nếu người nào bị đọa mới bị đọa vào địa ngục vô gián đó thì từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp, mỗi một ngày đêm muôn lần chết muôn lần sống lại, muốn cầu tạm dừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không đặng, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đặng thọ sanh, do vì lẽ liên biên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thánh mẫu, những tội những sự tội báo trong địa ngục vô gián nếu như thế đó, nếu nó rộng ra thời cả nghìn kiếp cũng thì nói hết cả suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết đặng. Thánh mẫu nghe Ngài Địa Tạng nói xong khôn xiết lo rầu, chắp tay đảnh lễ Phật mà lui ra. Ha ha ha,